cuộc đời và sứ vụ của đức cha Pierre Lambert de Lamotte, sinh năm 1624, mất năm 1679. Người đồng sáng lập Hội Thừa Sai Paris, đại diện tông tòa tiên khởi Đàn Trong, người khai sinh hàng giáo sĩ Việt Nam, đấng sáng lập Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá, và là đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá. Cuộc đời đức cha Lambert. Đức cha Pierre Lambert de Lamotte chào đời vào tháng 1 năm 1624 tại Lisieux, thuộc vùng Normandy, nước Pháp, trong một gia đình quý tộc công giáo đạo đức và được rửa tội ở nhà thờ Saint-Jacques. Năm 9 tuổi, Ngài được ơn soi sáng để quy tụ những người yêu mến thánh giá của Chúa Giê-xu. Năm 1646, Lambert làm thẩm phán tại tòa án thuế vụ Rouen. 9 năm sau, Ngài từ bỏ sự nghiệp thẩm phán và đi vào chủng viện. Ngày 27 tháng 12 năm 1655, Pierre Lambert de Lamotte được thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Bayeux. Ngày 9 tháng 9 năm 1659, Tòa Thánh bổ nhiệm cha Lambert làm đại diện tông tòa Đàn Trong Việt Nam, bốn tỉnh miền Nam Trung Hoa và đảo Hải Nam. Ngày 6 tháng 11 năm 1660, cha Pierre Lambert de Lamotte được thụ phong giám mục trong nhà nguyện của dòng thăm viếng ở Paris. Ngày 18 tháng 6 năm 1660, đức cha Lambert lên đường sang châu Á truyền giáo. Hành trình gian khổ và nguy hiểm này kéo dài hơn 2 năm. Ngài đến Ayutthaya, Thái Lan vào ngày 22 tháng 8 năm 1662. Sứ vụ. Ba công nghị địa phương: công nghị Ayutthaya, công nghị Phố Hiến và công nghị Hội An. Có thể nói, hai giáo phận đầu tiên của Giáo hội Việt Nam, đàn ngoài và đàn trong, được xây dựng dựa trên nền tảng ba công nghị địa phương do đức cha Lambert khởi xướng. Ngày 29 tháng 2 năm 1664, cùng với đức cha François Palluy, đức cha Lambert tổ chức công nghị Ayutthaya với 8 thành viên gồm 2 giám mục, 5 linh mục và 1 giáo dân thừa sai, với nội dung soạn thảo huấn thị gửi các thừa sai, xây dựng một chủng viện chung cho cả vùng Viễn Đông và lập hội tông đồ. Ngày 14 tháng 2 năm 1670, đức cha Lambert triệu tập và chủ tọa công nghị Phố Hiến với sự hiện diện của 13 thành viên gồm 1 giám mục, 3 linh mục thừa sai Pháp và 9 linh mục Việt Nam. Ngày 19 tháng 1 năm 1672, Ngài tổ chức công nghị Hội An với 3 thừa sai, 2 linh mục đàn trong và một số thầy giảng. Chủng viện và hàng giáo sĩ Việt Nam. Sau công nghị Ayutthaya năm 1664, đức cha Palluy trở về Roma để báo cáo cho tòa thánh kết quả của công nghị. Đức cha Lambert ở lại Ayutthaya đã bắt tay vào việc khởi động xây dựng chủng viện cho miền Đông Á vào năm 1665 theo quyết định của công nghị. Khai sinh hàng giáo sĩ, phong chức linh mục 4 người Việt đầu tiên năm 1668. Một kết quả quan trọng của công nghị Ayutthaya là bản Monita Admissionarius nhắn nhủ các thừa sai do hai vị đại diện tông tòa chấp bút và hoàn tất năm 1665. Văn kiện dựa trên linh đạo Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, nền tảng của người linh mục truyền giáo là cầu nguyện và hy sinh. Văn kiện này đã được Đức Giáo Hoàng khen ngợi và ngày nay vẫn còn được sử dụng trong việc đào tạo linh mục tại các chủng viện ở Việt Nam. Chủng viện đầu tiên của Đông Nam Á do đức cha Lambert khởi động, thành lập tại Ayutthaya năm 1665, sau đó đã phải dời sang hòn đất Hà Tiên từ năm 1760 đến năm 1765, tiếp đến dời sang Pondicherry, Ấn Độ năm 1770, cuối cùng dời về Penang, Malaysia từ năm 1809 đến nay. Có nhiều chúng sinh từ Việt Nam đã được gửi sang tu học tại chủng viện Penang. Trong đó có 5 chúng sinh người Việt đã được phúc tự đạo và đã được phong thánh năm 1988 gồm các vị: Thánh Philippe Phan Văn Minh, Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan, Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu. Hiện nay, Giáo hội Việt Nam có 27 giáo phận với 50 giám mục,
29 vị tại chức và 21 vị nghỉ hưu, 5.109 linh mục và 11 đại chủng viện với 2.712 chủng sinh. Các hội dòng mến thánh giá. Đức cha Lambert trực tiếp lập ba hội dòng mến thánh giá, khai sinh dòng mến thánh giá đàng ngoài năm 1670, đàng trong năm 1671 và Thái Lan năm 1672. Tiếp nối đường hướng xây dựng giáo phận của Đức cha Lambert, các giám mục kế vị tiếp tục lập dòng mến thánh giá trong giáo phận của mình. Dòng mến thánh giá cuối cùng được tòa thánh công nhận là dòng mến thánh giá Bà Rịa, do Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm, giám mục tiên khởi giáo phận Bà Rịa, đã ký văn thư thiết lập vào ngày 1 tháng 5 năm 2008. Cho đến nay, đã có 30 hội dòng mến thánh giá với tổng số 9.631 nữ tu, 24 dòng mến thánh giá tại Việt Nam, 3 dòng mến thánh giá tại Thái Lan, 1 dòng mến thánh giá tại Lào, 1 dòng mến thánh giá tại Campuchia, 1 dòng mến thánh giá tại Hoa Kỳ. Những đóng góp của các dòng mến thánh giá với linh đạo yêu mến Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào công cuộc xây dựng giáo phận, giáo xứ và phục vụ người nghèo. Hiệp hội tín hữu mến thánh giá. Một trong những hoa trái của Đức cha Lambert để lại là Hiệp hội tín hữu mến thánh giá, ngày lập ở đàng ngoài vào năm 1669-1670. Hiện nay, cộng đoàn các nữ tu mến thánh giá đồng hành với các hiệp hội tín hữu mến thánh giá, giúp họ sống linh đạo mến thánh giá giữa đời. Tổng số hội viên hiện nay hơn 18.891 hội viên. Ngày 15 tháng 6 năm 1679, Đức cha Lambert đã an nghỉ lành thánh trong Chúa tại Ayutthaya, Thái Lan. Năm 2003, Đức Hồng Y Kit Bun Chu, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan cho cải mộ Đức cha Lambert, đã lấy một số mảnh xương, đặt vào 4 hộp kẽm để trong 4 bình và tặng cho các hội dòng mến thánh giá ở Việt Nam 2 bình, bình số 2 và số 3. Bình hài cốt số 2 được di dời từ hội dòng mến thánh giá Chợ Quán đến nhà nguyện cổ tiểu chủng viện Sài Gòn tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn vào ngày 15 tháng 6 năm 2022, nhân dịp lễ giỗ 343 năm của Đức cha Lambert. Bình hài cốt số 3 được di dời từ hội dòng mến thánh giá Quy Nhơn đến nhà thờ chính tòa Quy Nhơn vào ngày 14 tháng 9 năm 2022, dịp lễ suy tôn thánh giá. Sau khi đón nhận bình hài cốt số 1 tại dòng mến thánh giá Chantaburi, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, phụ trách hồ sơ án phong thánh Đức cha Lambert và phái đoàn, đã đưa về dòng mến thánh giá Kiên Lao Bụi Chu ngày 28 tháng 12 năm 2022. Sau đó, ngày 30 tháng 12 năm 2022, bình hài cốt số 1 đã được di dời sang tòa giám mục Bụi Chu, giáo tỉnh Hà Nội. Khi nhận được phép lạ, xin quý vị vui lòng liên hệ với chúng con qua email chính thức của ban phụ trách hồ sơ án phong thánh Đức cha Lambert trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam hoặc qua các địa chỉ sau. Kinh xin ơn. Nhờ lời chuyển cầu của Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, chúng con cảm tạ Cha đã dùng ánh sáng Thánh Linh hướng dẫn Đức cha Lambert thực hiện công cuộc truyền giáo và tổ chức đời sống giáo hội tại những miền đất Á Châu trên nền tảng vững chắc là hàng giáo sĩ địa phương, các nữ tu bản xứ và những giáo dân nhiệt thành, để làm điểm tựa cho dân thánh trong thời quẫn bách cũng như an bình. Xin Cha cho chúng con biết noi gương Ngài, yêu mến Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và hy sinh phục vụ để góp phần cứu rỗi anh chị em đồng loại. Nhờ lời chuyển cầu của Đức cha Lambert, với sự bảo trợ của mẹ Maria và thánh cả Giuse, xin Cha ban cho chúng con ơn mà chúng con đang tha thiết khẩn nguyện.
Chúng con cầu xin Cha, với niềm tin tưởng Ngài sớm được tôn phong trong hàng ngũ các thánh, để tôn vinh tình thương và quyền năng của Cha nơi các dân tộc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.